Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng mùng 8 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề nhân ngày quốc tế phụ nữ. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh đến điểm cầu các huyện trong tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thọ Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, báo cáo viên Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng hơn 700 nữ cán bộ, công đoàn viên chức, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh. Tại buổi nói chuyện, các nữ cán bộ công đoàn, đoàn viên, viên chức, người lao động được lắng nghe và cùng trao đổi nhiều câu chuyện, thông tin, kiến thức hữu ích. Chia sẻ về chủ đề phụ nữ, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp khẳng định, một trong ba trụ cột thước đo văn minh của loài người và mỗi quốc gia là chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt để xây dựng gia đình hạnh phúc. Theo ông, đối với vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới, mọi sự đổi mới đều đòi hỏi yêu cầu về nhận thức, nâng cao nhận thức và chuyển đổi nhận thức. Với quan điểm gia đình là nền tảng xã hội, trong đó phụ nữ là tổ ấm của gia đình, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp trình bày 4 nội dung trong chuyên đề: đặc trưng bao trùm của cách mạng 4.0, góc nhìn đối với phụ nữ, vai trò của phụ nữ trong lịch sử và trong thời đại 4.0, những thuận lợi, cơ hội, những khó khăn thách thức của phụ nữ trong cuộc sống, những bài học về phụ nữ ở quốc gia và trên thế giới, tổng kết những kiến thức, nghiên cứu, kinh nghiệm của bản thân về phụ nữ và gia đình. Cùng với đó trao đổi về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Buổi nói chuyện chuyên đề là hoạt động có ý nghĩa nhằm biểu dương tôn vinh tinh thần và giá trị cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Qua đó động viên khích lệ và phát huy tinh thần đoàn kết, lạc quan, sáng tạo cũng như giúp nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vai trò vị trí của phụ nữ trong đời sống hiện đại, đồng thời phát huy tinh thần của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công đoàn viên chức, người lao động của toàn tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa xã hội năm 2024 trên địa bàn huyện Phong Thổ. Tham gia cùng đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa xã hội quý 1 năm 2024 trên địa bàn huyện Phong Thổ nêu rõ, giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện tốt. Đến hết ngày 20 tháng 2, tỷ lệ chuyên cần đạt 93,4%, công tác khám chữa bệnh được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện để nhân dân yên tâm đón Tết cổ truyền. Đến nay, đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 30.000 lượt. Công tác lao động thương binh và xã hội, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin truyền thông khoa học công nghệ và dân tộc được quan tâm triển khai trọng tâm trọng điểm. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc và miền núi theo quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 16/2022 ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng kinh phí được giao thực hiện năm 2024 là hơn 68 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân đạt 9% kế hoạch vốn giao. Công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện tiếp tục được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để huyện Phong Thổ khai thác tốt tiềm năng thế mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn, phục dựng chợ đêm, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, công tác quy hoạch xây dựng. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Phong Thổ, các sở ngành có liên quan tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã đề ra, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, công bố và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thường xuyên rà soát đánh giá các chỉ tiêu về văn hóa xã hội năm 2024 để có giải pháp triển khai thực hiện, nhất là chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả về quản lý sử dụng, giải ngân và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quan tâm huy động học sinh ra lớp, chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rà soát việc chi trả chế độ chính sách cho học sinh, tăng cường nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở và chất lượng hoạt động của các trạm y tế, chú trọng đổi mới sáng tạo trong phát triển văn hóa du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm
gồm các cụm trường trên địa bàn xã Giào San, phòng khám đa khoa khu vực Giào San, chợ Giào San và điểm tổ chức lễ hội Gầu Tàu và khu vực tổ chức chợ đêm xã Giào San, điểm tổ chức lễ hội Then Kim Pang, xã Khổng Lào, thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ. Hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức tọa đàm kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 tại bản Can Tỷ, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ. Lễ tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do dân chủ của phụ nữ trên toàn thế giới, những hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các chặng đường lịch sử và những đóng góp to lớn của giới nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế và trong lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại ngày nay. Phát huy vai trò trách nhiệm của công đoàn hỗ trợ chăm lo về vật chất tinh thần đối với nữ công nhân viên chức lao động, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ công chức viên chức, hội viên phụ nữ. Ngoài ra, Hội Nông dân cũng tổ chức một số hoạt động văn nghệ vui chơi cho bà con nhân dân bản Can Tỷ 2 như nhảy ba bố, phần thi ăn đồng đội tiếp sức. Thông qua buổi tọa đàm là dịp để cán bộ Hội Nông dân và chi hội phụ nữ bản Can Tỷ 2 giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống gia đình hàng ngày, qua đó đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội. Chiều 7 tháng 3 tại xã Sùng Phài, Hội Liên hiệp Phụ nữ Liên đoàn Lao động thành phố Lai Châu đã tổ chức chương trình tặng áo dài trao yêu thương hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chương trình tặng áo dài trao yêu thương là hoạt động hưởng ứng trong tuần lễ áo dài chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động thành phố Lai Châu phối hợp thực hiện, tổ chức vận động nữ đoàn viên công chức viên chức, hội viên phụ nữ ủng hộ áo dài mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt để trao tặng cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn cơ sở và nữ đoàn viên công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 172 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ thuộc xã Sùng Phài, San Thàng và phường Quyết Thắng. Đây là chương trình ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, quan tâm, chia sẻ, tương thân tương ái của nữ cán bộ công chức viên chức, hội viên phụ nữ thành phố Lai Châu đối với hội viên phụ nữ còn gặp khó khăn trong cuộc sống, qua đó góp phần vinh danh giá trị của áo dài, di sản văn hóa Việt Nam. Trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Bình Lưu, huyện Tam Đường. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Lò Thị Tươi, hội viên phụ nữ chi hội bản Nà Khan là một trong những điển hình như vậy. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đường, ủy thác Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Lư, chị Tươi đã mạnh dạn vay vốn hơn 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại kiên cố, chăn nuôi trâu bò, trồng ngô ngọt, nuôi cá, nuôi gà. Trừ đi các khoản chi phí thì mỗi năm đem lại cho gia đình chị trên 100 triệu đồng. Kinh tế phát triển giúp gia đình chị đảm bảo cuộc sống hàng ngày và có điều kiện lo cho các con ăn học. Ngoài ra, bản thân và gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của một người hội viên, rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đồng thời, chị còn tham gia vận động những hội viên khác trong chi hội cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Trong quá trình phát triển chăn nuôi thì có hội viên thì muốn là tập phát triển, bản thân tôi cũng chia sẻ cho các hội viên. Trong những năm qua, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo luôn được các cấp hội phụ nữ xã Bình Lư coi trọng, trở thành điểm sáng trong các hoạt động của hội và đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện Tam Đường. Từ phong trào thi đua của hội đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân phụ nữ vượt khó vươn lên, phát huy nội lực, làm giàu chính đáng. Thành tích của các chị không chỉ xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho bản thân và gia đình, mà còn giúp đỡ, hỗ trợ những chị em phụ nữ khó khăn, thiệt thòi trong xã hội, thoát nghèo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Gia đình chị là một cái mô hình điển hình tổng hợp trong phát triển kinh tế. Mà tới đây thì cũng là một cái để cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ có những cái định hướng cũng như là các cái hoạt động hướng đến để tuyên truyền vận động cũng như là cho tham quan học hỏi từ
các chị em khác trong xã, để cho các chị em khác trong các địa bàn xã để tham quan mô hình của chị và có những cái học hỏi để từ đó nhân rộng phát triển nhiều mô hình như thế này hơn nữa. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ xã Bình Lư, huyện Tam Đường ngày càng tỏ rõ năng lực và khẳng định bản thân với tinh thần cần cù, chịu khó học tập, nâng cao tri thức, thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ. Nhiều chị em phụ nữ đã vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thời tiết thanh khô và nắng nóng kéo dài đã xảy ra hai vụ cháy thảm thực vật tại huyện Mường Tè. Tuy không gây thiệt hại nhiều đến diện tích rừng của địa phương, trước thực trạng trên, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là hạt kiểm lâm huyện, phối hợp với các xã thị trấn tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế đến mức tối đa các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Huyện Mường Tè hiện có tổng diện tích đất rừng đạt trên 267.900 ha rừng tự nhiên, trong đó rừng tự nhiên là trên 162.000 ha. Những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các cấp chính quyền, các ngành chức năng đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Để công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay đạt hiệu quả cao, những ngày vừa qua huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó huyện xác định lấy phương án phòng là chính, đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng tới từng bản và từng hộ dân, cũng như triển khai quyết liệt việc làm đường băng cản lửa, góp phần hạn chế đến mức tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra. Hàng năm chúng tôi cũng vẫn vận động bà con đi phát dọn thực bị, và cái thứ nhất là vào mùa cao điểm, vào mùa khô thì cũng là chỉ đạo bà con đi để quét dọn lá khô để gom, để tránh cái tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn bản. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, hiện nay hạt kiểm lâm huyện Mường Tè cũng đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm bám sát địa bàn, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng và kiểm soát lâm sản đến đông đảo người dân. Đồng thời kiện toàn các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng của các thôn bản với 905 thành viên tham gia về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, có trách nhiệm quản lý chặt các khu vực của rừng cũng như là tuyên truyền người dân không mang lửa vào rừng, khi có cháy xảy ra cần phải huy động lực lượng tham gia ứng cứu kịp thời. Tăng cường cái kiểm lâm địa bàn xuống các bản để tuyên truyền bà con dân và hướng dẫn bà con dân cái phát đốt nương rẫy để xử lý thực bì, phát dọn thực bì, và hướng dẫn nhân dân để quét đường băng cản lửa khi đốt nương rẫy để tránh cái cháy lan vào rừng. Xác định công tác bảo vệ rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng ngay từ đầu mùa khô hanh năm nay, huyện Mường Tè cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là hạt kiểm lâm huyện, tăng cường công tác quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn và xác định các khu vực, tuyến đường có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác rừng vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép để tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định và tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiên, khai thác rừng tự nhiên trái phép, vận chuyển, chế biến lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp, cũng như chủ động thực hiện các giải pháp, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện máy móc, trang bị dụng cụ chữa cháy rừng trong mùa hanh khô năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 diễn ra vào hồi 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024, bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra chiến dịch giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điện lực Than Uyên đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng tuyên truyền đến các hộ dân, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện về sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Gia đình bà Dương Thị Huệ ở khu phố số 2, thị trấn Than Uyên, qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thành viên trong gia đình bà đều nhận thức được ý nghĩa của sự kiện giờ trái đất. Bà Huệ cho biết, qua theo dõi trên báo, truyền hình và tin nhắn của ngành điện, biết đến sự kiện giờ trái đất và thông điệp về tiết kiệm điện. Với nhiều chương trình về tiết kiệm điện được triển khai, đặc biệt là giờ trái đất được tuyên truyền sâu rộng, đã tác động lớn đến nhận thức của người dân
từ đó điều chỉnh thói quen sử dụng điện trong gia đình theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. Gia đình tôi cũng nói với tất cả các thành viên trong gia đình là đi đến đâu là ví dụ trên tầng xuống là phải tắt điện. Đấy, dùng xong thì phải ngắt điện đi. Và về cái cách tiết kiệm điện thì gia đình chúng tôi cũng có ý thức trong thành viên của trong gia đình. Thì cán bộ của điện lực cũng đến hướng dẫn và tuyên truyền, chúng tôi cũng nắm bắt được những cái vấn đề về công việc tiết kiệm điện. Để chiến dịch giờ trái đất năm 2024 mang lại hiệu quả, Điện lực Than Uyên không chỉ phối hợp với các cơ quan ban ngành tập trung vào sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ, mà còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động như là treo phướn, băng rôn, áp phích, in các thông điệp tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu tại các khu vực công cộng, có đông người qua lại. Đơn vị triển khai cán bộ công nhân viên đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng gắn với bảo vệ môi trường để hưởng ứng giờ trái đất 2024 thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Đồng thời, vận động các tổ chức cá nhân, hộ gia đình, cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất thực hiện tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân để tiết kiệm xăng dầu, giảm phát thải và nhặt rác, thay việc sử dụng túi ni lông bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Vận động toàn thể cán bộ công nhân viên ở các cơ quan, tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn của huyện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024 bằng hành động thiết thực tại gia đình và nơi làm việc. Vận động doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại đồng loạt tắt đèn, các biển hiệu quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết sử dụng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, 23 tháng 3 năm 2024 để hưởng ứng chiến dịch. Hôm nay cán bộ điện lực đến thì tôi cũng hiểu thế nào là giờ trái đất. Ngày hôm đấy thì tôi cũng tắt các thiết bị điện, sử dụng điện như nào tôi cũng hiểu làm theo như hưởng ứng như thế. Để hưởng ứng giờ trái đất năm 2024 mang lại hiệu quả thì Điện lực Than Uyên không chỉ phối hợp với các cơ quan ban ngành tập trung vào các cái sự kiện tắt điện trong vòng 1 giờ mà còn đẩy mạnh về công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như là treo phướn này, băng rôn và áp phích, in các cái thông điệp tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu tại các cái khu vực công cộng và nơi có đông người qua lại. Đơn vị cũng triển khai đến cán bộ công nhân viên đăng tải các cái nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và gắn với việc bảo vệ môi trường và hưởng ứng giờ trái đất năm 2024. Thông qua hoạt động này nhằm giúp cho khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra, Điện lực Than Uyên tập trung sửa chữa, nâng cấp lưới điện, cân tải giữa các trạm biến áp, đấu nối lại các điểm tiếp xúc, phát quang hành lang lưới điện. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân và khách hàng về việc sử dụng điện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, cho đến nay toàn tỉnh có trên 2.400 người nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý, trên 2.300 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 2.951 người đang điều trị bằng thuốc thay thế methadone. So với thời điểm năm 2022, số người nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý giảm trên 500 người, số người sử dụng trái phép chất ma túy giảm gần 900 người và số người sử dụng thuốc thay thế methadone tăng trên 750 người. Khi được tuyên truyền vận động, nhận thức của đại bộ phận người nghiện được nâng cao, các đối tượng chủ động cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh hoặc hàng ngày sử dụng thuốc thay thế methadone ở các cơ sở y tế. Nhiều người sau khi cai nghiện trở về đã quyết tâm xây dựng cuộc sống mới, vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã làm tờ trình đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh mở rộng quy mô cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, đầu tư về trang thiết bị phục vụ điều trị, tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tác hại của ma túy, mở thêm các lớp dạy nghề, tạo điều kiện cho người nghiện ổn định cuộc sống. Năm 2024, huyện Tam Đường được giao nguồn vốn xây dựng cơ bản trên 190 tỷ đồng với 45 công trình, gồm 37 công trình chuyển tiếp và 8 công trình xây dựng mới. Để đảm bảo giải ngân nguồn vốn cũng như là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, ngay từ đầu năm, huyện Tam Đường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị
đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường kiểm tra giám sát công trình. Cùng với đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thi công với những giải pháp tích cực mà đến nay huyện đã giải ngân được trên 54 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch vốn năm. Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân nguồn vốn, huyện Tam Đường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động phương tiện, nhân lực thi công công trình, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thủ tục thanh toán để thực hiện giải ngân các công trình theo kế hoạch đề ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.